thay đồ gì vậy? Đại gia gì mà đi xem quần thấp vậy? Chia tay đi cha. Người ta chạy hoài đi má. Chả thì chả, không thèm. Giàu tiền tiêu thả ga, xây riêng hồ bơi để nuôi cá. Còn anh thì nghèo khó, tiền chẳng có, nhà nghèo thì mẹ đâu có cho, xây riêng công viên để nuôi chó. Anh kia khi yêu em thì mua cho em những món đắt tiền, luôn luôn tặng em rồi sai khiến. Còn anh đây khi yêu em là trao cho em con tim chung tình. Em ơi hãy lắng nghe anh này, yêu anh xây thay ga, nhưng chia tay lại tới nhà tỏ lại quà. Anh không như thế, không nhiều tiền, đồ anh xài mua giờ kim biên. Nhưng cam kết nhà có xe đạp riêng, lỡ chia tay anh sẽ không làm phiền. Anh biết anh không tự đẹp nhưng anh không vô duyên. Tại chấp do anh có nhưng mà anh không thuộc dạng bì điên. Trừ quà cáp để tính bằng hiền kim, còn lại anh hứa gì là anh sẽ tặng liền. Voi nhà nghèo là voi nhà nghèo, không ai thích vì chê quà bèo. Voi nhà nghèo là voi nhà nghèo, vì voi nghèo nên không ai theo. Anh không đòi quà. Oh baby baby, bao năm trôi qua và tình yêu anh trao cho em không phôi pha. Em hãy lắng nghe anh mà. Thôi của người khác quá vậy. Ngu sao ông lấy, của rơi mà. Ủa cô gái gì kỳ vậy cha? Ủa sao cô gái, đi lượm đồ đó má. Đi đi anh, đồ thiếu sĩ diện. Em, người dạ. Thiếu sĩ diện là em á, chồng chị. Chào mọi người. Mọi người xem clip vừa rồi thấy có vui không nè? BB, đạo diễn Lục Lộc, Văn Nguyễn, Tico, Cổ Văn Lâm và anh Bộ ở đây đang có mặt tại khu biệt thự để hoàn thành cái clip Anh Không Đòi Quà của ca khúc Odyssey mà phiên bản vừa để gửi đến cho mọi người. Thật sự thì đây là một cái clip đầu tiên mà BB mặc nhiều đồ đến như vậy mà phải đi tới đi lui nhiều lần như vậy. Bởi clip này chỉ phải quay đúng một xuồng thôi nên rất là khó. Cứ sai là phải quay lại từ đầu, sai phải quay lại từ đầu. Mà clip này là quay sai đến giờ là 4 lần đó mọi người. Đi mà đầu tóc thì bung hết, mọi người đều rất là mệt mỏi luôn. Và toàn nghiệp biết là anh Lục Lộc đây phải đi chân không để cho giữ hình ảnh chất lượng nhất. Nên là rất là mệt. Và cái ý tưởng này thì Bảo đã lên cách đây cũng lâu, khoảng 12 tiếng trước. Và phần chuẩn bị thì 2 tiếng đồng hồ. Bảo cũng muốn là gửi lời cảm ơn đến anh Karik và anh Odyssey đã làm truyền cái nguồn cảm hứng để cho Bảo lên ý tưởng của MV này và mang tiếng cười đến cho mọi người. Và rất mong là mọi người sẽ đón chờ những cái clip sắp tới của BB&BG sẽ rất là đặc biệt đó nha. Xin chào.